Xin chào quý vị và các bạn. Lũ đã về miền Tây. Sau 3 năm liền lũ thấp, những ngày cuối tháng 7 này, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhiều và nhanh hơn. Tại trạm Tân Châu, mực nước hôm nay đã lên tới 2,74m, còn tại trạm Châu Đốc là 2,35m, tức là cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 0,4 cho đến 0,8m cứ đà lũ răng trung bình 3 cho đến 5 cm mỗi ngày như hiện giờ thì chỉ trong khoảng 5 cho đến 7 ngày nữa, mực nước trên các trạm sẽ lên mức báo động 1. Lũ lên nhanh là do ảnh hưởng chiều cường và lũ thượng nguồn, mà hiện giờ mới chỉ là đầu mùa lũ, với những diễn biến này thì nhiều khả năng năm nay đồng bằng sông Cửu Long sẽ đón lũ sớm và cao hơn trung bình nhiều năm với đỉnh lũ dự báo diễn ra vào đầu tháng 10 ở mức báo động 2 cho đến báo động 3 tương đương 4 đến 4,5 m trên sông Tiền và 3,5 đến 4 m trên sông Hậu lũ lên sớm mang lại nguồn lợi thủy sản quý giá. Hiện tại giá cá linh đầu mùa lũ đã lên đến mức 250.000 cho đến 280.000 đồng 1 kg, đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên lũ sớm và nhanh cũng tiềm ẩn những nguy cơ bao gồm ngập úng đối với hàng nghìn hecta lúa vụ ba không có đê bao che chắn và sạt lở tại các vùng ven sông. Do đó chính quyền và người dân khu vực cần nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ hoa màu và gia cố nhà cửa trước khi lũ dâng cao nhất là hiện nay miền Tây Nam Bộ đang kỳ chiều cường, cộng với đới gió mùa Tây Nam đang có dấu hiệu hoạt động mạnh hơn. Khu vực rạch giá của tỉnh Kiên Giang, nơi gió Tây Nam tác động mạnh và sớm nhất, liên tục xảy ra gió giật mạnh tới 17 cho đến 21 m trên dây, tương đương với mức cấp 8 cho đến cấp 9, không khác gì gió bão. Trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam vẫn còn gây mưa nhiều cho cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh ven biển miền Tây của khu vực Nam Bộ sẽ là những khu vực có mưa vừa mưa to trong đêm nay và chiều tối mai. Tại khu vực ven biển của tỉnh Kiên Giang vẫn cần lưu ý với hiện tượng gió giật mạnh gây nguy hiểm. Do chiều tối trời có mưa liên tục cho nên mặc dù ban ngày trời có nắng nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức khá thấp. Vùng cao Tây Nguyên nhiều nơi xuống dưới 30 độ trong khi Nam Bộ nhiệt độ phổ biến không vượt quá 32 độ. Dịch lên miền Trung, hiện giờ hình thế thời tiết đáng lưu ý nhất là giải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngang qua khu vực này. Dưới sự chi phối của nó, thì khu vực Bắc Trung Bộ duy trì trời nhiều mây và những cơn mưa rào và rông có thể xảy ra bất chợt trong ngày, tập trung tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực khá mát mẻ và dễ chịu với mức nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên khu vực chỉ dao động từ 29 cho đến 32 độ. Càng xa giải hội tụ thì mưa càng giảm. Ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ trời cũng nhiều mây nhưng mưa ít hơn, trong khi các tỉnh Nam Trung Bộ từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận trời ít mưa, ngày mai có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Ngược lên phía Bắc, các tỉnh Bắc Bộ là khu vực nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trên cả nước hiện nay. Dưới sự khống chế của khối không khí ổn định, thời tiết Bắc Bộ được dự báo ít mây, ban ngày trời nắng mạnh, thời gian chiếu nắng cũng diễn ra dài hơn nên nền nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng nhanh. Ngày mai trời hứng nắng sớm và nắng nhiều trong ngày, cảm giác nóng bức tăng lên khi mà nhiệt độ chưa chiều, nhiều nơi lên tới mức là 33 cho đến 35 độ, thậm chí có nơi đến 36 độ. Mức nhiệt này sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới và nhiều khả năng một số nơi như tại khu vực Mường Tè ở Lai Châu hay là Mường Lai ở Điện Biên, Mường La Sơn La kéo xuống khu vực Hòa Bình và Hà Nội. Nhiệt độ còn có thể lên mức từ 35 cho đến 37 độ. Trên biển, thời tiết biển đông chịu ảnh hưởng chính bởi giải hội tụ nhiệt đới, có trục ở vào khoảng từ 16 cho đến 19 độ vĩ Bắc. Hiện nay trên giải hội tụ nhiệt đới đang hình thành một vùng áp thấp ở trên khu vực phía đông bắc biển đông và theo dự báo thì vùng áp thấp này sẽ di chuyển chậm lên phía bắc và sẽ còn tiếp tục mạnh thêm do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của đới gió mùa tây nam cho nên khu vực phía đông vùng biển bắc vùng biển đông vùng biển từ bình thuận cho đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông Khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật từ cấp 8 đến cấp 9. Như vậy là ngày mai chỉ có khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Bộ là có mưa nhiều về chiều tối, các nơi khác nắng giáo, ít mưa. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!